Chào các bác, mình xin chia sẻ các bác ở đây là một cái ô khoảng 50 vuông. Và đây là cái lúc con chim vú nuôi, bố mẹ đã đây. Chuẩn ok nuôi con tốt. Tại vì sao? Với những cái đôi này là mình đã cho nó nuôi vú nuôi nhiều rồi. Nó có thể là ấp rất là say và nó sẽ tạo ra được những chú chim non rất là thuần như thế này. Thậm chí là không phải con của nó, thả vào nó vẫn bón đấy. Thì kinh nghiệm thì dòng chim Nhật này thì nó sẽ là nuôi con tốt hơn. Còn cái video hôm nay thì mình sẽ có một cái chủ đề mới, cũng có lẽ là vẫn chưa chia sẻ ở trên trang. Hôm nay mình xin mạnh dạn chia sẻ như sau. Mà trước khi chia sẻ thì các bạn cũng có thể cho một tràng pháo tay, một cái like hoặc là một cái gì đó để làm động lực cho Thao Chim Cô Gáy chia sẻ những video. Cũng chẳng giấu gì, vừa rồi là cái đà điểu con giống thì nó cũng đã được xuất hiện trên trang Chim Cô Gáy Hay của mình, và cái lượng video đăng bài chia sẻ của mình cũng không được dày như trước. Một phần là do cũng bận bịu với công việc phát triển kinh doanh, và một thứ hai là mục đích của mình cũng muốn giữ lại con giống để tới đây gây dựng thêm bốn cái trang trại chim cô gáy. Đấy, cụ thể là như thế này. Đây là những cái giống chim khổng lồ mà mình không đăng lên, mình không bán ra các bạn nhé. Mình để cho mẹ nó nuôi. Đấy, đấy các bạn nhìn này, giống chim nó rất là to. Đấy. Ngoài này hiện giờ là mới bắt đầu mổ lúa, mới bắt đầu tách ra độc lập được đấy các bạn nhé. Rất là to, giống chim này rất là to luôn đấy. Đây là chim 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 cu đất cu cườm mang lõng phấn hồng. Thì các bạn thân mến, thì ở đây thì mình gần như là chim non, nếu để nói thời điểm này trong nhà có thể lên đến hàng trăm đôi đấy. Thế thì đây là những cái đôi mà mình cũng không muốn đăng các bạn nhé. Nó được nuôi lại để mình làm giống kế cận. Thì trở lại vấn đề là mình cũng có khoảng tầm mấy chục ô như vậy. Mình cũng muốn là cái lô nào còi thì mình sẽ để lại, mà âm đồng thì mình sẽ để lại. Các bạn thân mến, thì đây là cái cặp chim này, là cặp chim thổ đồng của mình. Thì mình nói rõ là đăng lên như này là mình không bán, đăng lên là mình hôm nay mình chia sẻ cái clip này để mình huấn luyện cho các bạn là sao. Khi các bạn những đôi chim quý thì mình nên để cho nó bố mẹ nó đẻ khoảng 3 lứa, thì nhặt trứng khoảng 3 lứa thì các bạn để lại một lứa để cho bố mẹ nó tự ấp tự nuôi con. Một phần là để cho nó nghỉ, hai phần là để cho nó có cái cảm giác nuôi con, mớm con. Còn 3 lứa thì các bạn nhặt liên tục thì để cho những bọn vú nuôi này nó sẽ làm nhiệm vụ thay, thì tăng được cái hiệu suất sinh sản trong 1 năm đó. Mà các bạn thấy là cái phân thì rất là sấn, rất là khô như này đúng không ạ? Tầm này là cũng đã đến lúc phải vệ sinh rồi. Mình xin chia sẻ ở đây là một đôi chim như thế này, các bạn thấy là gì, nó rất là to, giống chim rất là to các bạn nhé. Đấy, cực kỳ to luôn. Thế thì bản thân là chim vú nuôi, nó mà nuôi con thì con chim non này nó cũng rất là thuần. Nếu như các bạn để chim đen, chim cu cườm mà bố mẹ nó nuôi thì con chim non nó sẽ rất là nhát. Và nhát thì đồng nghĩa với cái việc là nó nuôi con, nó ghép đôi rồi nó sinh sản nó rất là kém, bởi vì nó không dạn người. Thế mình sẽ kết hợp cái việc là mình cùng với con chim vú nuôi mẹ này sẽ bón cho con chim chim non. Có nghĩa là giai đoạn lúc 10 ngày tuổi thì các bạn nên bắt ra sờ soạn hàng ngày, một ngày 2 lần. Và nếu không bón được thì các bạn có thể nhúc tay thế này. Các bạn lấy cái khay nước ở bên này, các bạn nhúng nhúng nó vào, cho nó vào miệng đấy, đấy, và nó uống. Thì chính vì vậy là những cái lúc như thế này là cái lúc mà mình không có trách nhiệm gì với con chim cả. Cái sự rủi ro nó sẽ không có, bởi vì là nó vẫn có cái hơi ấm của mẹ nó nuôi. Đấy. Và mình vẫn cứ nuôi, thì được như vậy là con chim nó sẽ thuần ở mức độ vừa phải, nhưng mà 5 tháng lớn lên đến lúc nó đẻ thì nó sẽ thuần hẳn đấy các bạn nhé. Các bạn thấy là những đôi chim này đối với mình là rất là quý đấy. Còn một con giọng còi ở xa xa đấy, thì đây là một đôi thì mình cũng sẽ để vào đây.
các bạn nhé. Thế đồng nghĩa với việc là con chim này cũng thế thôi. Đây là một đôi. Đấy, các bạn nhìn này. Đôi chưa chưa biết chưa ra khỏi ổ được nhưng rất to. Đây là một đôi rất là to luôn. Mình khẳng định là chim của mình là rất là khổng lồ luôn. Rất là mãng ngỗng phấn hồng luôn. Thì các bạn thấy là gì? Mình sẽ bỏ ra đây. Đấy. Đấy, và mình sẽ làm công việc như thế này. Một ngày mình có thể làm 2 lần. Một là con chim nó sẽ có cảm giác được ăn sau khi mỗi lần mình được uống. Thì mùa hè nó cũng khát nước mà. À, có nghĩa là cái việc mình làm gọi là chỉ là vần vò cho nó có hơi tay, hơi người. Đấy. Thì thì là mình sẽ đạt được cái mục đích thuần hóa nó từ nhỏ. Những cái cặp này là mình sẽ phải để lại nuôi trong năm nay. Bởi vì một cái dàn bố mẹ được gây dựng cho 4 trang trại thì nó sẽ rất là nhiều. Nên mình cũng giảm bớt cái việc bán ra thị trường. Có thể là một số những khách hàng quen hoặc là một số những khách hàng mà đã biết đến cái giống chim rồi thì mình sẽ bán điểm. Còn năm nay mục đích của mình là mình cũng không không có cái mục đích cung cấp ra nhiều. Thì bài hôm nay mình chia sẻ một cái tinh thần như vậy để mong các bác cũng phần nào hiểu được cái tinh thần của mình là tinh thần chia sẻ, tinh thần cho đi và tinh thần nhận lại, một cái tinh thần cộng đồng mạng xã hội. Đấy, các bạn tưởng tượng chưa? Đây là một đôi chim. Đấy. Các bạn thấy không? Rõ ràng là một cái ổ chim, bố mẹ là không đẻ ra nhưng mà vẫn nuôi con bình thường. Và đây là gì? Đây là cái rổ mà rau thơm trên nhà hàng các bạn mua có thể 2.000. Nó rất thoáng bởi vì nó không có màn mạt. Nếu mà thoáng không có màn mà phân nó sẽ bị rơi ra ngoài những cái mắt xích này. Đấy. Con chim bố mẹ này nó tưởng là bắt con của nó rất là nháo nhơ đúng không ạ? Thì một trong những cái công thức như vậy thì các bạn biết là mình ra chim non phải nói là rất là nhiều các bạn ạ. Cực kỳ nhiều luôn. Đây là ô này nó cứng hơn. Còn ô này thì các bạn biết rồi. Mình nhấc hẳn con chim mẹ ra. Các bạn nhìn rõ chưa? Đây là một đôi. Đấy, các bạn này, chim này là không hoàn toàn không phải là chim Pháp nhá. Chim này là chim mỏ đen như thế này mà. Nó là chim mỏ đen như này. Đồng nghĩa với cái việc là nó là chim cu cường, cũng là một đôi khổng lồ luôn. Các bạn thấy chưa? Rất là mập. Thì tất cả những đôi này là mình nói thẳng luôn là những đôi vú nuôi này là mình không bán, bởi vì nó đã thuần thục rồi, mình đều ghi ở đây này. Ấp chuẩn ok, nuôi con tốt. Và đều có những cái tem ở cửa đây. Đấy. Nếu các bạn biết là cái tem này là nó ghi rõ luôn. Đấy. Và mình tận dụng là hai cái chuồng này, nó là hai cái chuồng gần nhau. Thì nó sẽ uống chung máng nước. Đấy. Nó uống chung máng nước các bạn ạ. Đấy. Và để cho thuận tiện trong cái việc chăm sóc thì lúc nào xung quanh mình cũng có những cái vòi nước như thế này để mình cho nó bổ sung cái nước. Các bạn ạ, bởi vì hai đôi nó uống nước rất là nhanh. Đấy, thì lúc nào ngày nào mình cũng phải ngó vào. Đấy, các bạn nhìn nhỉ, nó thò đầu nó uống nó ăn, đồng nghĩa với cái việc nó sẽ không vảy, nó sẽ không ỉa vào các bạn nhé. Uống nước cũng thế thôi, nó sẽ không chua, chim nó sẽ không có mầm bệnh. Con chim này mới có lở được 3 ngày hôm nay mà rất là mập các bạn ạ. Đấy, rất là mập luôn. Đấy, báo cáo với các bạn là khi nó đã nở ra rồi các bạn nên cho nó ăn kèm với cả lúa. Đấy, ví dụ như là con này thì lúa nó hơi nhiều thì mình san sang bên này. Đấy. Các bạn nghe là chim gù thổ chưa? Chim gù thổ. Đấy. Chim gù rất thổ luôn. Và các bạn thân mến, là đây là những cái dàn vú nuôi. Đấy, mà xin phép không nghe điện thoại lúc này. Đấy, cũng ghi rõ luôn. Đấy, nếu như các bạn thấy là trên kênh này mình quay bằng cái điện thoại cùi của mình thôi. Nó cũng không có gì là... Đấy kìa. Bao giờ các bạn nhận chim cũng có một cái câu thơ. Tôi yêu một tiếng chim cu, cây đa giếng nước, lời ru của bầm kênh chim cu gây hay. Giống chim mãng ngỗng phấn hồng, giữ trọn niềm tin. Cổng Đà Điểu, Thị Phương, xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Số điện thoại là 033 5305982.
và 0989 177982. Hiện nay là cung cấp chim cu gáy trên toàn quốc và con giống đà điểu. Đấy các bạn nhìn này. Kinh nghiệm thứ hai là các bạn thấy là vỏ trứng đã được bóc ra. Đấy. Đồng nghĩa với cái việc là chim non đã lở rồi. Thì như thế này là nó sẽ bị rơi một chút, bởi vì là do là mình cũng rất cẩn thận. Là khi nó sắp nở thì mình nên để một cái máng riêng ở trong cho đôi nó sắp nở. Đấy. Các bạn này. Các bạn thấy đây là một đôi chim. Yêu sao tiếng gáy chim cu, người đà bể nước lời ru của bầm. Vừa chim cu gáy miền Bắc, Vũ Văn Thao tại Ba Vì Hà Nội xin kính chào quý khách. Chúng tôi chuyên cung cấp giống chim cu gáy ba ngỗng, phấn hồng, âm dòng. Đấy, đà đôi này là cũng mới nở hôm qua thôi. Nhưng mẹ nó u, nó ợ ra và nó có cái nhiệt nên là nó rất là nhanh. Nếu mà mình bón bộ có khi hàng tuần mới được thế này. Nhưng mà mẹ nó u. Yêu sao tiếng gáy chim cu, người đà bể nước lời ru của bầm. Vừa chim cu gáy miền Bắc, Vũ Văn Thao tại Ba Vì Hà Nội xin kính chào quý khách. Chúng tôi chuyên cung cấp giống chim cu gáy ba ngỗng, phấn hồng, bạc dòng, bạc mã được tuyển chọn rất kỹ càng. Ngoài ra chúng tôi cung cấp các loại chim cảnh như chim đa đa, trẻ than, chào hào, chim quyên. Bên cạnh đó chúng tôi cung cấp các sản phẩm từ quê hương núi Tản Ba Vì, con giống đà điểu, cây chanh tứ quý và phân bò sữa ủ men vi sinh. Website chim cu gáy hay. Các bạn thân mến, là mình chia sẻ như này thì một phần để mong các bạn cũng hiểu được kênh chim cu gáy là kênh phát triển hàng nhiều năm qua và đã cung ứng con giống rất là lâu rồi. Đấy. Gần lớn là cái dàn vú nuôi của mình rất là nhiều, mà mình bán chim vú nuôi và chim thương, chim giống về cái dòng chim Nhật Pháp này có thể là hàng bu luôn. Có những đơn là hàng 300 con, có những đơn hàng 200 con hoặc là 150 đôi. Đó, hôm qua mình vừa bán là 200 đôi, là tổng nghĩa việc là 400 con. Đấy. Thì các bạn phải thấy là đây là cái cách mình nuôi. Đấy, cánh này là nó sẽ ấp nuôi. Và mình ghi rõ đây này. Ngày mùng 10, có nghĩa là cộng với 12 ngày nữa nó sẽ là ngày 22. Đấy, khoảng ngày 22. Đấy, tại vì mình nhặt trứng mà. Thì có nghĩa là đôi này là đôi thổ xịn. Đấy, lấy trứng ở trên sân và con mái là có đánh dấu là cắt đuôi. Đấy, thì ghi như này chỉ có mình mới hiểu được thôi các bạn ạ. Đấy, thì mình cũng ghi là con này là đôi này vú nuôi này này, nó có cái đặc tính là nó thả cái con khác vào nó vẫn nuôi. Có nghĩa là có những đôi vú nuôi là thả con khác vào nó lạ hơi nó không nuôi. Nên đây là con mình ghi là đôi này là nuôi con lạ. Đấy, thì bây giờ là vỏ trứng vẫn chưa nở thì mình nghĩ là chắc là mai, bởi vì là mình tính là ngày 23. Tại vì mình vẫn phải ghi 22 để mình xác định trước một ngày để mình còn cho cám vào. Để khi nó nở ra lúc còn nhỏ thì nó sẽ bón. Các bạn biết nhé. Và bây giờ các bạn thấy là gì? Những đôi trứng này, những đôi trứng rất giá trị của mình luôn. Đấy. Các bạn nên nhớ là đôi trứng này rất giá trị. Mình kiểm tra. Đấy. Trứng rất giá trị luôn. Đây. Đấy. Mẹ nó rất là say luôn. Mẹ rất say luôn. Mình xin phép là mình bỏ ra đây để cho. Đấy. Nó rất là say bởi vì nó biết là con sắp nở rồi. Đấy. Trứng say xanh trứng cháo rồi là sắp nở. Nếu như cái giai đoạn đến ngày thứ 12, 13 mà các bạn thấy trứng nó cứ như kiểu trứng vịt, trứng gà bị dính nước mưa thì các bạn bỏ luôn đi. Hoặc là các bạn nắc nắc thấy ở trong nó sóc sạch nước là trứng nó bị ung. Thì các bạn bỏ đi, mà các bạn có thể có những cái quả trứng khác ở bên chuồng khác các bạn đổi vào đấy để đánh dấu nào đôi này đôi lệch và trứng ở đâu thì các bạn theo dõi đấy.